Dạo lễ hội tôm hùm Cam Ranh nhưng không thấy tôm hùm đâu. Lễ hội tôm hùm Cam Ranh 2024 tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thu hút hàng ngàn du khách. Tuy nhiên gây ra không ít thất vọng khi cả lễ hội chỉ toàn đồ ăn vặt, gian hàng mua sắm và các món ăn từ địa phương khác. Lễ hội tôm hùm Cam Ranh 2024 chỉ toàn các gian hàng đồ ăn nhanh, ăn vặt. Tối ngày 9 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh tổ chức lễ khai mạc lễ hội tôm hùm Cam Ranh 2024 với chủ đề Vịnh Xanh Bừng Sáng, thu hút hàng ngàn khách du lịch đến thưởng thức các món ăn đặc trưng của địa phương. Tuy nhiên, điều khiến nhiều du khách bức xúc khi đến lễ hội tôm hùm nhưng không thấy tôm hùm. Trong không gian diễn ra lễ hội chỉ có một gian hàng là bày bán và thực hiện một số món ăn từ tôm hùm đơn giản, còn lại xung quanh toàn là những gian hàng ăn vặt, hội chợ mua sắm và một số món ăn đến từ các địa phương khác. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền, du khách đến từ Nha Trang, bày tỏ sự thất vọng khi đến lễ hội tôm hùm nhưng cả lễ hội chỉ có một gian hàng duy nhất thực hiện các món ăn từ tôm hùm. Tôi cùng gia đình đến đây với niềm háo hức được xem, chiêm ngưỡng những màn biểu diễn và thực hiện các món ăn từ tôm hùm. Nhưng khá hụt hẫng khi đến chỉ thấy toàn đồ ăn vặt, lễ hội về tôm hùm nhưng chỉ toàn món ăn không liên quan đến tôm hùm, chị Hiền bức xúc. Cùng ngày, hội thi chế biến các món ăn từ tôm hùm với chủ đề Tinh Hoa Vịnh Xanh Cam Ranh cũng đã diễn ra với sự tham gia của 20 đội thi, gồm 60 thí sinh, đến từ khắp nơi trên cả nước. Hoạt động này cũng đã xác lập kỷ lục nhiều món ăn từ tôm hùm Cam Ranh nhiều nhất Việt Nam với 120 món ăn. Đây được xem là hoạt động nổi bật nhất của lễ hội tôm hùm Cam Ranh. Tuy nhiên chỉ ban tổ chức và các đội thi tham gia, người dân và du khách cũng không thể tận mắt chứng kiến những màn thể hiện, biểu diễn chế biến các món ăn từ tôm hùm. Dự kiến lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày 11 tháng 8 với một số hoạt động văn hóa, ẩm thực và giải trí. Gian hàng duy nhất tại lễ hội có tôm hùm, ảnh, trần hoài một số gian hàng hải sản tại lễ hội, nhưng không có tôm hùm. Khu vực ăn uống nhưng trên bàn của du khách chỉ là những món ăn vặt. Trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam về số lượng các món ăn nhiều nhất làm từ tôm hùm Cam Ranh,